quay trở lại với kênh Tua TV. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên cho tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người xem tôi tiếp nha. Và hôm nay tôi đang rất là buồn luôn các bạn ơi. Các bạn biết tại sao không? Đó chính là tôi chỉ còn lại duy nhất một con gà thôi. Tại vì những con gà khác của tôi nó đã già và nó đã chết hết trơn rồi. Nên bây giờ tôi quyết định đem cái con gà này gọi là đem đi nhân giống ở cái trang trại gà để tôi có thêm gà để tôi nuôi, tôi đẻ trứng các bạn ơi. Ôi được rồi, đem gà đi thôi. Nhưng mà nhân giống thì nó hơi lâu. Ồ, Huy nó đang làm gì vậy ta? Ôi hello, Ôi Huy đang làm gì vậy? Xin chào, ta xin giới thiệu, đây chính là cái máy nhân bản của tao. Ủa cái gì vậy? Là sao? Tao có thể phát minh ra một cái máy nhân bản có thể nhân bản tất cả mọi thứ luôn. Ủa là sao? Là như vậy nè, tao đặt kim cương vô. Ủa đặt kim cương vô, đóng lại. Ủa trời, ủa rồi sao nữa? Nhấn nút đỡ. Nhấn nút này, hay cha. Ôi cái tí gì vậy? Các bạn nhìn kìa, kim cương nó cứ rớt ra từ cái máy kìa. Ui, đây là cái máy mình đang cần gấp. Rồi đúng rồi ơi, tao đang cần nhân bản mấy con gà của tao. Ôi con gà đâu? Ôi để thử con gà này vô được không nha. À được rồi. Trời ơi, đúng lúc cần. Vậy là mình không cần phải đem đi lai gà rồi mới ra. Sau đó mình sẽ đặt con gà vô. Hay chà. Rồi, đóng cái này lại. Cho. Được rồi, sau đó mình sẽ bấm nút thử coi. Wow, trời ơi, đúng tiền kìa các bạn ơi. Gà đã được nhân bản rồi. Rồi. Thôi được rồi, để mình bắt mấy con gà về. Trời ơi, cảm ơn Huy nhiều nha. Lần đầu tiên thấy Huy phát minh là một thứ mà nó có hữu dụng vậy. Được rồi. Mình sẽ đem đàn gà này, cảm ơn nha. Mai tao sẽ bao mày ăn lại đi thôi. Rồi, không cần vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Đi thôi các bạn ơi. Dắt đàn gà về tôi nuôi thôi các bạn ơi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa? Ăn hiếp Bojita. Trời ơi, nhắc lại cái gì vậy? Trời ơi, nhắc lại ăn hiếp Bojita của quỷ đầu cưa rồi. Trời ơi, trời ơi, nhắc lại báo đó rồi các bạn ơi. Ôi, đẩy ông vô. Đẩy vô, mày vô trong, mày vô trong. Đóng lại. Ôi, may quá, mình nhốt được con quỷ đầu cưa là hơn là có cái máy của Inup. Nhưng mà không sao, được, cứ bấm cái nút nha là được nha. Nhưng mà, ôi, nhắc tự nhiên có quỷ đầu cưa vậy. Trời ơi, ông không biết Bojita là thú cưng của chú quỷ cưa hả trời. Thôi được rồi, bây giờ nhốt ông đó đi. Giờ quan trọng là phải nghĩ cách làm sao để xử lý cái ông này nè. Ôi, gà làm gì vậy? Gà, ôi trời. Con gà nó lỡ bấm nút rồi tụi bay ơi. Đừng nói là. Ôi, không, nó sẽ spawn ra, nó sẽ nhân bản ra quỷ cưa. Rồi, chết rồi các bạn ơi. Mấy quỷ cưa nó đã được nhân bản rồi, chạy thôi. Bây giờ không chỉ có một con quỷ cưa mà sẽ có một đống quỷ cưa luôn. Chạy thôi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta sẽ phải xây nhà an toàn để chống lại 1 triệu con quỷ cưa này luôn các bạn ơi. Nhanh lên. Trời ơi, đông như vậy xong cây kịp không sao, không sao. Tao đã chuẩn bị sẵn, tao đã đề phòng cái trường hợp này nên tao đã chuẩn bị sẵn gì đây? Đây chính là một căn nhà tôi đã chuẩn bị sẵn hay cha. Đây chính là nhà an toàn chống Chainsaw Man đó các bạn ơi. Ủa chuẩn bị từ nào vậy? Tao đã chuẩn bị sau những lần chúng ta đã bị tấn công. Đến lần này mình đã chuẩn bị nhà an toàn để có thể xây những cái bẫy thiệt là lẹ các bạn ơi. Nhanh lên, bắt đầu xây bẫy đó nè các bạn ơi. Ủa mà bây giờ tụi mình xây bẫy tụi nó tấn công thì sao? Trời ơi, bởi vậy chúng ta phải chia công việc này. Bây giờ chia phong việc tạm thời, bây giờ dắt ra ngoài cầm chân tụi nó để tôi lo mấy cái bẫy trong này trước, xong xíu mình đổi lại. Nhanh lên đi. Được rồi các bạn. Bây giờ dắt sẽ lo cầm chân tụi nó, vậy tao với mày sẽ cùng nhau đảm những cái việc mà xây những cái bẫy trong này nha các bạn ơi. Để xíu nữa kia mà dắt cầm chân không nổi nữa thì chúng ta sẽ sử dụng những cái bẫy đó. Được rồi, bây giờ xây thôi nào. Trời ơi, mấy thằng kia khốn nạn cho mình cái công việc kìa trời. Nhanh lên mấy thằng kia. Đây nè, mình đang làm cái bẫy đầu tiên. Ủa vậy? Trời ơi, nghe thằng nào la với người ta, thôi kể đi, mình cứ làm bẫy thôi các bạn. Được rồi, và xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây chính là bẫy đầu tiên của Toga TV. Thì cái bẫy này nó sẽ hoạt động như thế nào? Để tôi đặt ra 6 cái cho các bạn coi, để chúng ta sẽ cho các bạn coi nó hoạt động như thế nào luôn. Ta. Và đây đã xong rồi đây, các bạn đang thắc mắc không biết cái máy này nó liên quan gì tới cái bẫy quỷ cưa đâu các bạn. Thì đây, các bạn có thấy một cái nút ở đây không? Khi chúng ta bấm cái này một cái, ai cha, đó thì những cái gai nhọn nó sẽ được đâm ra liên tục. Và các bạn tự tự coi, quỷ cưa mà vô đây bị gặp những cái gai nhọn này sao? Ai cha, đó cái gai nhọn này rất linh hoạt, nó sẽ đâm và giết chết quỷ đầu cưa luôn các bạn. Làm sao quỷ đầu cưa có thể vượt qua được cái bẫy này đúng không các bạn? Nè, đây chính là một trong những cái bẫy mà mình thích nhất trong ngày hôm nay. Và cái bẫy tiếp theo chúng ta có ở đây, đây chính là một cái bẫy rất là xịn. Khi chúng ta bấm cái nút này một cái, hay cha, thì một cái khúc gỗ bao kèm gai nó sẽ lăn ra từ cái lỗ này. Các bạn nhìn lại nè, hay cha, đó nó sẽ lăn trên cái đường đi của con quỷ cưa. Và nếu hồi nãy nó vừa vượt qua được cái bẫy của tôi hồi nãy rồi, nó đi vô đây một cái thì sẽ gặp cái lăn kia và nó sẽ cuốn theo cái con quỷ cưa ra ngoài luôn. Và bên cái cạnh bên cạnh cái bẫy hay ho này cũng là một cái bẫy hay ho không kém. Thì các bạn có thấy một cái nhà chó ở đây không? Thì các bạn sẽ thắc mắc tự nhiên là có chó ở đây. Thì đây có một cái cần gạt, tôi chỉ cần hay cha một cái thì trong nhà này nó sẽ xuất hiện ra con quỷ cưa Bojita. Và con này nó sẽ giúp chúng ta tấn công lại cái con quỷ cưa để bảo vệ nhà an toàn của Toga nha các bạn. Thì các bạn thắc mắc thì tại sao con Bojita này lại giúp
tôi bảo vệ mà tấn công quỷ đầu cười thì đó, tại vì tôi đã thuần phục nó được rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta xíu nữa là không được để quỷ cười nó đi hết cái chỗ này và nó tấn công vô cái chỗ này đó. Đây chính là cái điểm cuối cùng của chúng ta, bởi vì vậy chúng ta phải xây thiệt là nhiều bẫy cho cái đường đi của nó để nó không thể tấn công được nhà của chúng ta các bạn ơi. Còn ở đây thì mình đã xây sẵn một cái bẫy dao tự động các bạn. Cái này thì chúng ta không cần bấm nút gì để kích hoạt, tại vì nó tự động nó sẽ cấu máu những cái con quỷ cưa khi mà quỷ cưa đi qua đây. Ok. Ơi còn mấy cái bẫy của Hinup sao rồi Hinup ơi? Nè xem nè, đây chính là. Ủa đây là một cái cột trụ mà sao nó có cái cưa ở trên này các bạn ơi. Ủa rồi sao nữa, rồi sao nữa? Đây là bẫy cột cưa, gạt thử đi. Ồ ok, gạt thử cần coi. Ai cha, ô là cái cột này nó sẽ xoay coi, kèm cho nó là những cái cưa rất là sắc bén nên rất là nguy hiểm nha các bạn. Được rồi, vậy thì quỷ cưa sẽ bị tiêu diệt bởi cái cột trụ cưa xoay rồi. Rồi tắt đi, tắt đi, tắt đi. Rồi còn có gì nữa, còn gì nữa? Đây qua đây thấy súng không, thấy súng không? Ồ đây có mấy khỏi súng thì liên quan gì tới quỷ cưa, mày này là quỷ súng hả mày, mày xàm hả? Đâu mày gật thử đây. Ủa, mày gật thử hả? Ai cha, ôi trời ơi đất ơi, ôi nó bắn ra. Đây chính là súng cưa. Đồ, nó súng nó bắn ra cưa các bạn. Tôi cứ tưởng là bắn ra đạn bình thường thôi chứ. Wow, vậy là cũng hay đó, cũng hay đó. Được rồi, vậy là chúng ta đã xong được bao nhiêu? 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6 cái bẫy. À, nhưng mà các bạn còn chưa biết một cái bẫy bí mật của tôi nó nằm ở đâu đâu. Nó nằm ở đây. Và đây chính là cái bẫy bí mật cuối cùng. Tôi sẽ cho các bạn coi nha. Hay cha, xin giới thiệu với các bạn. Và đây chính là một cái bẫy bí mật đó. Đó cái một cái cưa nó nằm ở dưới này. Nếu mà tụi nó đi vô tụi nó không biết một cái cánh cửa này vô tình nó mở ra một cái là những cái con quỷ cưa nó sẽ rớt xuống cái bể lava có cưa. Trời ơi, tưởng tượng cảnh đó là tụi nó sẽ phải đau cho bà coi. Đó chính là những cái nhân bản của mày đó, mày quậy đó, mày chế mấy cái máy gì kỳ vậy không à? Ơi, quên mất, dắt xong rồi, xong rồi, dắt ơi, dụ tụi nó vô đây đi. Ôi, tụi nó tới rồi kìa, dắt ơi, chạy đi, dắt ơi, được rồi, tụi nó bắt đầu vô rồi kìa các bạn, được rồi, gạt chân thôi, cho, mày, hả, mày còn, một còn, vẫn còn một đống ở ngoài nữa kìa các bạn, để coi, nó vô mày ngon, tụi bay vô đây, chạy đi, dắt ơi, chạy dắt ơi, ôi, ôi, nó tới kìa, rồi, chuẩn bị đợi nó tới đây, ôi, tụi nó vô nữa kìa anh em ơi, được rồi, gạt chân, mày, trời ơi, cái lưỡi cưa xoay của xịn thiệt chứ, xịn thiệt. Trời ơi sao bây giờ tụi nó bu lại một đống luôn kìa. Được rồi, mày ơi, chết rồi, dùng vũ khí súng quy nấp đây. Mày nè, gọi nó đi vô được hai con rồi coi. Ừ, có hai con đi vô, mấy con kia sao? Mấy con kia nó vẫn đang cố gắng bước vô kìa. Chết rồi, cố lên. Ờ, tôi tin tôi có thể làm được. Trời ơi, tụi nó đi đôi vô đông quá vậy. Rồi xong. Trời ơi, gì mà đông quá vậy trời. Quỷ cưa, đúng là 1 triệu quỷ cưa rồi các bạn ơi. Trời ơi, tụi nó bu một cục kìa. Pochita xuất hiện đây. Được rồi, tới lúc mình tạo ra Pochita rồi các bạn. Ôi trời, Pochita đang chiến đấu với 1 triệu quỷ cưa. Trời quá trời luôn, được rồi. Để mình summon thêm nhiều Pochita đi các bạn. Pochita, cố lên. Ôi, tụi nó đi vô cái dao kìa. Rồi. Trời ơi, nó đánh Pochita dữ vậy trời. Trời ơi, Pochita đang đánh nhau với một đống quỷ cưa luôn kìa các bạn ơi. Trời ơi, hy vọng Pochita có thể chiến đấu. Trời ơi, nó che lại cái chỗ này. Tôi không có summon Pochita được rồi. Trời ơi, quỷ cưa đông quá à. Rồi luôn, nó tiêu diệt hết Pochita luôn. Rồi, chết rồi, tụi nó tiến công cho tiếp rồi. Ôi, dao của tao cố lên. Ôi, mấy cái dao nó hoạt động rồi. Ôi, chết rồi, cái dao không có gì hết. Mình gạt cái này ra. Có con nào lọt rồi, một con lọt xuống rồi, được rồi, chết rồi, ôi, có một con nó qua rồi, đẩy nó xuống, mày nè, ơi, sao nó không xuống vậy, không xuống vậy, mày nè con, rồi đẩy tụi nó xuống đây, mày, xuống hết đi, ôi, tụi nó đã bị lọt rồi, ôi, trời ơi, bên này vẫn đông quá, các bạn, ôi, không sao, rồi, tránh đây, để mình triệu hồi thêm Pochita, coi xong mày chăng cái nút của tao, mày, cho Pochita ra nhiều lên nào, Pochita ơi, ôi, trời ơi, cái khúc này nó bu vô cái chỗ cái nhà Pochita hết các bạn ơi, còn mấy con kia đang bị kẹt ở đằng kia là nó chỉ có đi được. Trời ơi, tụi nó vẫn đi vô rất là đông luôn kìa. Trời đất ơi. Mày ra đi, ra xem đi, ra xem đi, ra xem đi, ra xem đi. Rồi, tụi nó lại qua tiếp tục rồi, bên kia thất thủ rồi em ơi. Rồi, nhưng mà nếu mà qua thì tụi nó sẽ đẩy nhau thì sao? Tụi nó sẽ đẩy nhau cho bà. À, nó đẩy nhau nè. Rồi, nó đẩy nhau. Rồi, còn một đống con đang tới nữa kìa các bạn. Nó sẽ đẩy nhau cho bà coi. Ôi giời, bên kia đã bị mấy cái dao của mình xử hết trơn rồi. Mấy con này vẫn đang bị kẹt ở đây, tụi nó vẫn chưa biết cách đi qua. Để coi. Ôi, đông vậy. Rồi, bị đẩy rồi. Đẩy lọt xuống cái bẫy cưa lava luôn. Rồi, tụi nó vẫn đang vô thêm kìa các bạn ơi. Một đàn, một đống luôn kìa. Trời ơi, mới xong 1 triệu nè. Trời ơi, không biết 1 triệu là bao lâu mới xong nữa. Nhưng mà không sao, cố lên, đẩy nhau đây. Tự đẩy nhau xuống đi. Trời, tụi nó đi ngang kia là bị cái dao nó chém mà không có đi được nữa rồi các bạn ơi. Tụi nó vẫn tiếp tục vô kìa các bạn ơi. Nhưng mà tụi nó đã bị cấu máu rồi. Tới đây rồi, tụi nó đông, tụi nó bu một cục cây đây. Tụi nó vẫn đang kiếm cách để đi qua được cái chỗ này. Liệu cứ như này thì 1 triệu trên Soman sẽ bị tiêu diệt trong tầm tay thôi. Quá là đơn giản đúng không? Dắt vào Huy ơi.
quá là đơn giản luôn. Rồi rồi, cố lên. Wow, tụi nó bị đẩy xuống liên tục luôn kìa các bạn ơi. Rồi, từng con đang rớt xuống liên tục. Ôi trời ơi, tụi nó vẫn đang đóng quá vậy. Trời, tụi nó vẫn đang cố gắng đẩy nhau kìa. Trời, một đống luôn kìa. Trời ơi, tụi nó làm gì bệnh vậy trời. Trời ơi, bên này thì đang bị đẩy dần xuống nè. Các bạn nhìn nè, tụi nó đang rớt từng con xuống. Không con nào có thể vượt qua được cái bẫy bí mật của tụi hết. Ôi, tụi nó đang bu một đống ở đằng này các bạn à. Để coi. Nhiều quá luôn. Liệu mình có thể tiêu diệt được hết 1 triệu trên số man không thì comment ở dưới giùm tôi nha. Ôi, mình đẩy phụ luôn được. Mày xuống. Ôi trời ơi, tôi lỡ đập cái tấm kia rồi, không biết bây giờ nó còn bị lọt không nữa, sợ tụi nó khôn lên đó chứ. Trời ơi, một đống qua rồi. Trời ơi, không ổn rồi các ơi. Rồi xong. Ôi tụi nó đi lên cái cưa luôn kìa. Ôi không. Rồi chết rồi. Trời ơi, vẫn có một cậu bạn con lọt nhưng mà tụi nó đã biết cách đi lên cái cưa rồi các bạn. Tụi nó không có bị dụ nữa rồi. Rồi chết rồi. Dùng bẫy mới của tôi hay. Bẫy gai đã được hoạt động rồi. Tụi bay đi vô đây rồi. Rồi xong rồi. Đó mày. Ôi sao nó vẫn chưa chết vậy? Ôi nó bắn quay. Chết rồi. Mình phải bấm cái nút này. Đã, cái này nè. Mày nè. Chết rồi. Tụi nó vẫn còn đông quá. Mình phải bấm cái này liên tục. Chết rồi. Mình phải chuyển mấy cái này qua tự động thôi các bạn ơi. Không thể để bấm nữa. Đây rồi, nó đã chuyển thành cổ máy tự động rồi các bạn ơi. Rồi nó sẽ lăn liên tục. Con nào bước vô con nó sẽ bị cưa cho bà coi. Mày ngon, mày bước vô nè, bước vô nè. Trời ơi, các bạn nhìn kia nguyên một đống con nhưng mà hả đã bị cái bẫy lăn cái cưa của mình tiêu diệt hết luôn. Trời ơi, tụi nó bu đông một đống ở đây luôn này các bạn. Không biết tụi nó tính làm gì. Ôi trời ơi, tụi nó ùa vô rồi. Trời ơi, đúng là 1 triệu trên số men thiệt sự rồi. Trời, tụi nó đi qua một cái bẫy một cách bình thường thôi. Ôi Pochita bây giờ Pochita đây, phụ tao với. Trời ơi, không kịp luôn rồi. Tụi nó chạy vô từng cục luôn kìa các bạn ơi. Rồi, xong rồi. Sao tụi nó đông quá vậy trời, các bạn nhìn kìa. Trời ơi, tụi nó vô đông quá trời. Tụi nó đi vô đúng sâu luôn kìa các bạn ơi. Trời ơi, bên này một đống, bên này cũng một đống rồi. Trời, khói xịt lắc máy tôi luôn các bạn. Đây đúng là 1 triệu trên show man rồi, không thể nào được rồi. Có lẽ nào mình sẽ bị tiêu diệt cái nhà an toàn này, sẽ thất bại sao. Trời ơi, tụi nó vô kìa. Một cái nhìn cưa chắc cái mấy triệu cái luôn hả trời. Trời ơi, tụi nó càng ngày càng vô đông luôn rồi kìa các bạn nhìn kìa. Nó đi một hàng luôn như cái con kiến vậy các bạn ơi. Rồi, tội nghiệp cái con Pochita của tôi, không biết có làm gì được không nữa. Nhưng mà bên này cái bẫy lăn của tôi vẫn có thể làm việc được các bạn như này đó. Cần bước vô đây một cái thì nó sẽ bị cưa hết trơn, không có con nào có thể vượt qua được hết. Trời. Ôi, gì đằng sau một đống kìa, tụi nó vô liên tục luôn. Không biết bây giờ là mấy con rồi trời, không biết là đủ 1 triệu con chưa ta. Trời ơi, tụi nó vô đông quá các bạn ơi. Hy vọng như cái bẫy của tôi vẫn có thể chiến thắng được. Anh em ơi, cổ vũ cho cái bẫy của chúng ta đi anh em ơi. Trời ơi, một đống luôn kìa. Bây giờ tụi nó không bị lọt xuống lava thì tụi nó đông quá, tụi nó kẹt, tụi đạp nhau nó đi luôn kìa các bạn ơi. Ồ, tôi thấy có gì đó không ổn rồi anh em ơi. Anh em ơi, như tụi nó đang tấn công ngôi nhà của tôi rồi. Rồi xong. Ôi nhiều quá vậy trời ơi, không. Ôi lắc máy luôn rồi. Ồ, tụi nó tấn công ra được nhà của tôi rồi anh em ơi. Rồi xong. Trời ơi, tụi nó tấn công ra được nhà của tôi rồi anh em ơi. Rồi xong, máu nó đang mất dần rồi. Rồi xong, tôi thấy mấy cái cục này nó không lăn nổi nữa luôn rồi. Thành máu tôi mất tiêu rồi. Ôi không. Nổ nhà rồi. Xong thất bại luôn rồi các bạn ơi. Chainsawman mạnh quá. 1 triệu Chainsawman thắng rồi. Chạy đi anh em ơi. Nhà này coi như bỏ rồi. Chúng ta phải chạy nhà khác thôi. Thất thủ rồi anh em ơi. Hẹn anh em trong một video thứ hai để tôi chống 1 triệu Chainsawman nha các bạn ơi. Phần 1 đã thất bại rồi.